một người làm thầy như Lâm mà khi mà đào tạo được những con người và đào tạo được những người livestream mà thành công và cái lượt view rất là tốt, thực sự người làm thầy rất là vui. Và bây giờ xin mời mọi người hãy cùng xem lớp học livestream của Lâm 10.000 rồi ra mất thiệt quý vị nha. Đây là những trời quá trời luôn. Vậy nào mà mình ăn chân gà, comment giùm em là chân gà kèm theo số điện thoại giùm em nha mọi người nha. Tại vì cái chân gà này em chỉ ship được ở thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo là Long Thành, Hiệp Phước, Nhân Trạch, Tâm An nha mọi người nha. Biên Hòa, không biết gì để lại số điện thoại giùm em, với giá là 5.000 một hộp thôi. Nhưng mà em ship từ 2 hộp trở lên. Thì chân gà nhà em rất là ngon, đặc biệt là cái nước chấm thì ngon lắm mấy chị ơi. Có đây quán Cua Viên có luôn mấy chị, ngoài quán Cua Viên cũng có luôn, ship Hậu Giang, Hậu Giang chỉ có đồ người thầy vẫn là lẽ đi về sớm. Tôi mua hồi xưa nhà trăm giấy. Thủ Đức có ship nha mấy chị nha. Ok các coi nói lại giùm thầy ở trong cái clip này là hộp chân gà bao nhiêu tiền các con? Dạ 50.000. Đúng rồi. Ship từ 2 hộp trở lên. Ship đồng giá là 35.000. Hay quá, bên cạnh đó có khô gì? Khô bò. Khô bò nhiêu con? 250.000 một hũ. Đúng rồi, cảm ơn các con. Ship Trung Quốc dạ. Rồi, nếu như ai mà muốn gọi là kinh doanh online cũng như là muốn học về lớp của Lê Du Vũ Lâm thì hãy mạnh dạn đăng ký vào đây. Chừng nào lớp học khai trương thì sẽ thông báo, còn giờ chưa biết ngày nào khai trương cả. Ok là mấy phút rồi? 1 phút 24. Yếu quá, bị yếu quá. Vậy là phải ấy thêm thôi. Đây, anh review bao nhiêu máy? Đây là máy của bé Úc, bé Úc 200 máy. Em. Này à. Đấy của em. Hải là 200 mấy còn yếu nha. Hồi lên 500 mấy xong bị xuống tại vì chị Quỳnh hút hết. Em là bị lớp cơ bản. Vâng, em lấy cơ bản. Dạ em có vấn đề của em nè. Nhỏ này là gần ngàn. Lớp khá. Lớp khá. Em lớp trung bình. Trung bình. Em bốn ngày à? Tâm An rồi Hiệp Phước là em đều có ship hết cho mọi người. Lớp trung bình. Ship từ 2 hộp cho lên 1 tại vì con uống chứ tại do đó nhiều con có trai chim á. Nhưng mà bữa giờ con làm bài tập riêng rồi hài. Dì dán hơn nhỏ này. Dạ, mà sao con tệ vậy? Con nói chuyện ok hơn nhỏ này. Sao vậy? Con thị con cũng tốt. Lấy cái cây viết chấm một người của thầy đây. Lấy cây viết đây. Mặt con nó bị đổn thiếu quá. Thiếu, thiếu. Thiếu, nó bị thiếu. Con thấy là con cũng cố gắng rất nhiều. Con là bé phò. Thử lấy nha, bây giờ thầy thử con. Dạ. Mọi người để lại số điện thoại giùm em nhớ. Ê, nó nghèo, mấy đứa kia đó rồi. Ở đây thầy ấy cho. Dạ, thầy thử cho thầy. Nãy là bây giờ là bao nhiêu? Bao nhiêu để máy không đâu? Dạ máy con là đang em ship ở Sài Gòn một hộp 80 người nha, bây giờ 80 người, bây giờ là phong thủy con coi. Bé hơn một hộp của bò nè. Gia Linh, cô con là Gia Linh nên nick Gia Linh con đang live bên bay Gia Linh đúng không? Dạ mọi người yêu thương em, mọi người để lại số điện thoại em, cảm ơn chị Bích Lệ. Đây ngày mấy vậy con? Dạ hôm nay ngày dương lịch là ngày gì ta? 50.000 một hộp. Ngày mùng 1 âm lịch. Năm nay ngày tốt nha con nha. Giờ hôm nay là ngày mùng 1 tốt, ngày mùng 1. Ngày mùng 1. Thì ngày hôm nay có học trò mà con dạy qua hệ thống pháp lý. Con cầu mong phù hộ độ trì, tổ lanh lai kim, tổ nghề, tổ ngành. Giờ ngó lại con bé này, nó có đức, có phần, duyên dáng. Ngon lắm nha mọi người nha, chân gà giờ mấy chị mọi người tặng giùm em hiếm, mình ăn chưa kịp. Mở hộp ra, mong nghề phù hộ độ trì, ban phước cho con. Thiệt sự là ăn cái nét mực này và không biết được cho nên là mấy chị đâu mua, mấy chính là cái huyệt nối và cái huyệt buôn bán để cho con bé làm chị ăn tôi phát triển hết luôn rồi. Và ủa cái gì ok rồi chân gà, chân gà chị nào ở khu vực ở Long Thành đây nó bị ấy rồi con, nó bị rồi mấy chị nào mà mình ở Biên Hòa, rồi mấy chị nào mà mình ở Hiệp Phước, Tâm An, rồi mình thiệt quá hả? Mọi người 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 mọi vậy là bị vấn đề và bị đứa chơi con rồi là hãy phải trấn yểm lại 80 người ok con thử ok một hộp không mấy chị sao nhỏ này không bỏ đi cho nó đẹp ra. Đây là một hộp mà em đổ ra được một dĩa. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Phương, cảm ơn mọi rất là nhiều, không có gửi quý vị câu hỏi được rồi. Đây là chân gà mình ăn liền nha mấy chị nghe, ăn hộp ok chị Phạm Thảo mọi người, một hộp có 50.000 à, mấy chị đổ ra được một dĩa như vậy nhưng mà tại vì chân gà hôm nay em bị lên em qua trời ơi mọi người ơi tập trung tụi nó toàn là coi có gì quên lại coi cà xí có lượng có hẹn nha mọi người nha, chứ không phải là quận 7 có ship mấy chị Hoàng ơi, này lúc dùng tài lộc mà mọi người ơi, rồi, chân cái bỏ là em gọi liền bóc máy liền mà em tối đây là một chua tướng quý liền cho mấy chị nha, cho nên là mọi người ơi để lại số điện thoại tướng quý là mình có ship thôi rồi một rồi tướng quý 50.000 một hộp ship từ 2 hãy cho
90 người Linh. Con thấy thầy có em rồi Tư Quý nó vô chưa? Con Tư Quý còn còn ráng còn la như vậy. Nghe lời thầy một người. Người em không ship được thì Phước có ship với chị Khánh Trâm ơi. Để lại số thoại mem rút xương cho chị. Ngon lắm. Trời ơi, trời ơi, bên Phong Thủy một người Tư Quý. Ơi sao con thấy con giúp con ghế quá. Không có. Tư Quý Tứ Linh hội tụ mọi người qua bên trang của Gia Linh để mọi người coi nó duyên lắm mọi người ơi. Nó duyên lắm mọi người ơi. Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, thầy Hiệp Phước, gì không? Thôi ok quên có mấy quên vlog luôn. Đó là bên Lâm có gọi là chấm một người phong thủy nữa. Ví dụ nhiều khi mà chị em nào mà live stream mà mày thấy cho Linh, Trời ơi, trời ơi hay quá thầy ơi. Mày thấy cho Linh, mày thấy cho Linh. Dạ, con thấy rồi lên một. Đâu có giỡn mặt với Lâm được mọi người. Đây, từ nãy bao nhiêu người con? Dạ 80. 80 người bây giờ lên 100 mười mấy người rồi. Một xíu nữa thôi, 51 đúng không? Rồi bây giờ là hết chân gà. Không, như đây được rồi con. Đủ rồi. Nó đang lên, nó đang hút lọc từ từ. Đây là một chùi hút lọc cho con. Rồi thấy không? Đó. Quá trời, đang lên cho con nha, yên tâm. Gia Linh đúng không? Gia Linh, bay Gia Linh. Gia Linh. Gia Linh. Quá trời, ổn không? Trời ơi, duyên dáng quá. Quá ok luôn. Bây giờ mình để vậy luôn. Đúng rồi, con like chừng nào khi like là con qua thầy con chấm nha. Rồi tiền chấm con 500 ngàn. Ok. Bye bye mọi người. Bao nhiêu phút rồi? 6 phút mấy rồi. Trời ơi, quá trời thôi. 8 phút đi em. Đây bên này đang bạt bạc đây là đang dò giải lao. Cho hỏi là Quỳnh nó like bao nhiêu mắc coi rồi. 7 ngàn là tục rồi thầy ơi, lúc nãy đang 10 ngàn mà vô tục rồi. Chấm một cái không? Chấm một ký đầu anh chứ chấm tôi đang mấy hàng ngon chị. Anh, cái gì? Cho nó mấy cọng râu nữa đi. Thôi vậy được rồi, đang lên. Đang ok. Dạ, đúng rồi. Mấy chị đó yêu thương mà mấy chị đóng hộ em. Linh thấy không Linh? Thấy rồi. Thôi, bằng chứng. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái bụt ruộng như cục sắt nhỏ. Khen không Duyên? Dễ thương quá Linh ơi nè. Like về cái phần chân gà này luôn nha mọi người nha. Úp rồi cho xuống chân gà luôn. Trời ơi, lên nha, lên ơi, lên. Mọi người thấy ghê không? Mọi người qua bên Gia Linh. Bên thầy qua hả? Chị nói gì không? Ok thầy buồn. Lên, bấm vô. Chia sẻ giùm. Bên Lâm là chuyên chấm nút ruồi phong thủy nha. Bằng bút lông. Ồn quá. Chị em nào mà live stream không có người coi là thứ nhất, live stream không duyên không dáng là cái thứ hai, live stream không bán được hàng thứ ba, live stream mà bị bơm là thứ tư, là bốn cái đại kỵ này thì mọi người nên gặp Lâm, thì Lâm sẽ chấm nha, Lâm sẽ chấm nốt ruồi phong thủy để cho may mắn hơn. Để mà phong thủy tốt hơn. Linh mới ngày đầu, trời ơi Linh đâu có ok đâu, chấm một cái. Mới đầu học quý ngày đầu tiên. Thấy chưa? 100 người ở đâu ra em khách hàng tiềm năng nha. Ok. Vậy để em dễ con kéo miệng lại ha. Ờ. Không trò hư. Học trò hư quá. 20 năm mùa đã không Tết thầy. Bây giờ là cuộc đời con mãn nguyện nhất là khoảng bao nhiêu người coi Linh? Đây bây giờ con nói thiệt là mãn nhất đi là dễ nhất là 200 người đi. 200 người. Bên giúp đỡ có hai cái nút như vậy, đúng rồi, rất là tiện, nó là vừa túi kem giống như vậy. Ok cái bình nước cho mấy thôi bye bye mọi người, nếu chị em nào mà livestream mà bị có vấn đề mà không ai coi, không ai coi là nhất, thứ hai là bị bơm hàng, thứ ba là chuyện không duyên không dáng, thứ tư là bị gì qua đây, bán hàng không ra đơn thì gặp Lâm. CV về comment để bên mình duyệt. Một hồ sơ đó, CV là hồ sơ. Ok. Làm hồ sơ xong rồi duyệt, xong rồi hẹn một ngày Lâm sẽ chấm một người phong thủy để coi tình trạng như thế nào và mình chấm rồi là mình điểm nhãn là ok ha. Bye bye. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.